bước lên, bước lên. Con chay này nó chậm ghê luôn á, nó ham đồ chơi mà con đi cút. Ai cho con á? I'm curious. Ủa? Bà Lý đâu rồi? Bà đưa con hồi nào? Mới đưa thầy hả? Yes. He did. He got a present for me. À, bà nói vậy hả? Rồi con nói thì sao? I can march and I can sing with it. Rồi con nói thì sao? And it works. Ồ, cho cô chú coi. Rồi con nói thì sao? Yeah, it's gonna be too hard. Con người con nói sao chứ, từ từ đang chảy đầu. Con có nói con cảm ơn bà không? Hả, con nói con cảm ơn bà không? Yes, I did. Có giỏi. Rồi bà nói sao? I don't know. À, thì con nói con cảm ơn thì khi mà con nói cảm ơn thì người ta nói làm sao? Từ từ để mẹ có. Lúc đám đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết rằng đời lắm. Chạy, thích ở nhà Michigan hay thích ở nhà Florida? Florida hả? Ừ. Sao vậy? Because it has boys ill. Tại sao thích ở nhà Florida? Nói mày nghe coi. Because they have boys and just those. Đứng thẳng. Làm sao? They have pirazos. Pirazos là gì? Sầm sàm không? Sao thích nhà Florida? Nói thiệt, nói thiệt trả lời thôi. Nói thiệt là một tiếng là dọn qua Florida ở luôn nè. Thấy coi. It's really, really comfortable and comfy though. Ồ, nhà Florida thoải mái. Ủa, nhà này không thoải mái hả? Nhà này con làm chuyện gì nhau? Nhà nặng nhẹ trong việc that nặng gì? That was cold. Hả? That was really hot. À, ở bên Florida nóng hả? This cold winter. So you're playing in winter. À, ở đây bên đây là mùa đông lạnh hả? Sao biết hay vậy? Trời ơi, cô chú thấy đây bên đây đẹp lên đúng không? Này đã, đứng đây. Chưa bữa giờ lâu quá, đứng tấp bính. Rồi, cái dầu thơm con đâu? Đây, dầu thơm chay này. Dầu thơm chay này cô chú nè, xịt nè, thơm nè. Rồi, quá thơm, đứng xuống cái mẹ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại bây giờ là hôm qua đó là hai về là trời ơi, nhà của nó lu bu rồi nhiều chuyện rồi ơi. Về bước vô nhà thôi là mệt nữa, về tới nhà 10 giờ. À, 2 tháng nữa tới sinh nhật. 2 tháng nữa ngày mùng. You speak like me, okay? Okay. Mom. Hả? What's my birthday? November 11. Okay. Rồi xong rồi cái không có quay gì nhiều ấy cho các mọi người xem. Bữa nay là buổi sáng đầu tiên trở lại nhà, dậy cả nhà cùng dậy. Rồi bây giờ cùng nhau đi làm luôn nè mọi người ơi. Để ra coi coi cái cửa hàng của tôi tới đâu rồi. Nói chung là đi chơi mà. Nói chung là làm, đối với Ngọc á, thì các bạn xem cái kênh Ngọc các bạn biết, làm thì làm một work rất là hard. Ngọc làm là Ngọc làm, Ngọc ngồi Ngọc làm là thôi. Cực kỳ tới giờ nào giấc nào sao là Ngọc rất là cố gắng. Nhưng mà khi mà chơi rồi là Ngọc mà bỏ hết xả láng á. Rồi sau khi nào về mới bắt đầu ấy. Chứ mà con vừa chơi vừa làm mà con vừa sợ nữa thì sao ấy được. Nên là hả, sao bây giờ phải chuẩn bị đi ra để làm. Như thường ngày lúc nào cũng phải xức cái serum dị hoa nghỉ tay này của Ngọc lên. Bữa nay ra là phải kiểm tra câu còn không nè. Bây giờ Ngọc sợ là ở ngoài đó sắp hết cái serum này rồi nè, là phải đặt mua thêm. Tại vì sau cái ngày lễ của bên Mỹ này nè, ngày Labor Day nè, nên là hàng cho ra rất là nhiều. Ngọc đi nhầm cái tuần của lễ của Mỹ luôn chứ, lễ Labor Day á. Thôi lúc nào cũng phải xức một cái lớp như vậy lên nè. Này serum thì da mà nó rất là căng bóng, mịn, dữ lắm, đỏ lắm. Ăn sầu riêng mụn nè, hên không cột à. Rồi xong sau đó hôm nay là mình về lại rồi thì bắt đầu những cái vàng này của mình, những cái vàng này của mình là mình có đầy đủ rồi, nên là mình xài thêm cái kem móc sên đi đó. Kem móc sên của Hàn Quốc. Cái kem móc sên này á ở Mỹ á là cô Nhung bán chứ không phải Ngọc bán. Ở Mỹ là cô Nhung bán, ở Việt Nam là anh Bảo bán. Ở trên website của Ngọc chỉ có những cái sản phẩm dị hoa nghệ Tây,
sụn vi cá mập cho viêm đa xương khớp, rồi rồi serum nhị hoa nghệ tây với kem nhị hoa nghệ tây thôi, chứ nguyên bộ kem của Hàn Quốc là cô Nhung ở Mỹ cô Nhung bán chứ Ngọc không bán. Nên là mọi người có gì mà muốn liên hệ mà kem của cô Nhung á, kem Hàn Quốc này đó, lên liên hệ cô Nhung. Rồi bây giờ mình sẽ có sự lựa chọn của nước hoa. Bữa nay chọn chai này đi ha. Thì các bạn về tới nhà thấy nó thoải mái hơn, nó có tất cả những cái đồ mà mình muốn đó các bạn. Mình cần thiết, nó quen thuộc với mình cho nó khỏe. Sau cái clip đi chuẩn bị tới đây là đi ra tiệm, Ngọc sẽ quay về và Ngọc sẽ cho mọi người coi lại cái nguyên một cái nhà tắm Ngọc đang đứng ngay chỗ này. Save, người ta từng nói là save the best for last, có nghĩa là giữ lại những cái gì mà nó tuyệt vời nhất cho cái phần cuối cùng. Nên là mọi người nhớ đừng rời mắt khỏi cái video clip ngày hôm nay. Mời mọi người tiếp tục theo dõi cái video clip để xem cái căn phòng tắm của Ngọc. Rất là yêu thích, rất là đã luôn đó các bạn. Thôi không nói nhiều nữa, let's go. Ok, chút nữa mày chở cho đi park. Ok, đứng đàng hoàng. Ôi bà đi đâu rồi, chó cây nó dữ thiệt cái chứ. Ủa bà nói cái cây đó là cho con chó chơi hả? Yes, it looks like a dog toy. Dog will go this and Rồi, ok, let's see go. Cái nhà hiện tại rất là bừa bộn và dơ luôn các bạn. Các bạn coi nè, mấy cái đồ sơn của công trình nè. Cái này, là cũng dơ luôn nè. Cái này thì bỏ rồi. Có cái này mới là để đẩy đồ này kia đi siêu thị. Chạy đi ra chụp tấm hình coi chạy. Trời ơi, ủa cái gì đấy trời? Oh my goodness. Cháy, nhà mình trồng được pumpkin nữa, cái cháy kìa, chết rồi. Là bây giờ là thôi đẩy đây luôn đi. Trời ơi, quá trời luôn mọi người ơi. Cái gì mà mới đi có 17 18 ngày mà gì dữ vậy đây? Ồ, vậy là bây giờ cái mùa mà chứng. If we would have let the other one grow, we would have had full pumpkins right now. Yeah, we're gonna have pumpkin for Halloween. Honey, besides your two phones, you need anything else? No, JD phone. Cháy đi ra đây coi pumpkin này cháy. Rồi, khỏe ru. Cái mùa Halloween này là mình khỏi mua pumpkin, khỏi mua rồi cháy. Đây nè, hồi đất ơi. Nó tự ra trái luôn mọi người, quá trời luôn nè. Ôi. Rồi, khỏe ru rồi. Quá trời luôn, trong đây mày Ngọc không dám dạch ra tại vì nó có gai gai á. Đây nè. Trời ơi, cô bà spider bà ngồi kìa. Chay spider kìa chay. Đó bà spider kìa, đó. Đây nè, pumpkin này chay nè. Có những cái trái rất là lớn luôn ở trong này luôn nè. Wow, đây nè mọi người. Đây nè, đây nè. U, trái này vàng quá nè. Cái gì vậy? Đi ra chụp tấm hình coi. Ô, chiếc thuyền của mình kìa cháy kìa. Đây là buổi sáng đầu tiên về lại nhà luôn. Thấy cái gì cũng bỡ ngỡ cũng. Wow, yeah. Yeah, oh yeah. Let's go, đi làm. Hồi nãy ngồi trong nhà, ngồi trong bóng mát nên là thấy trời lạnh nên là quất vô áo tay dài ra ngoài đây nằm. Sao con? Ồ, con đi, con làm gì con làm coi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Rồi đi con, đi với ba. À giống như thổi kèn vậy phải không? No. Thôi hết giờ rồi, hết giờ. Đi. You said you can sing on it. Oh, ok, thì chiều nay mẹ hát cho. She said you can sing whatever you want. À, bà đi ra rạch nó mình có thể hát hả? Ok. Quá trời. Đi, lẹ lên. Trời ơi, đi về mà có bà đi đâu rồi cho cái đồ chơi nó là khỏe quá trời. Chiều nay đi bâu rai nha. Chiều nay ra lái thuyền nha. Trời ơi, cặp tóc tức bính đẹp bá hay thôi á. Bá đẹp luôn. Thôi kệ nó đi, kệ mẹ đi. Kệ mẹ đi. I'm so hungry. Đi hungry ha, mẹ cũng đói bụng nữa. Đi ra con. Đi kiếm cái gì ăn lẹ lẹ vô đi làm chứ còn hết giờ rồi. Về tới nhà nó bận rộn đó cô chú ơi. Bây giờ còn bận cho tới mấy ngày nữa lần. Vì sao? Tại vì nhà cửa còn lu bu. Thôi biết rồi, tự nhiên vậy.
Đi. Ngọc với chồng Ngọc á hả, đang order đồ ăn ở một cái tiệm tên là Dunkin Donut, gần cái cửa hàng Ngọc luôn các bạn. Tự nhiên cái Ngọc order đồ ăn, Ngọc nói ủa, cái cây này cái gì mà giống cây cherry dữ vậy? Để Ngọc lại coi phải cây cherry nhưng mà sao cái trái nó nhiều giống y chang luôn các bạn, nhưng mà không phải. Tại vì cherry thì đâu có mọc cái trái nhiều tới như thế này các bạn. Các bạn biết cây này cái gì không? Ngọc đố các bạn á. Các bạn coi cái trái cho chồng nè, cái này là cái cây táo. Ôi đó, coi các bạn coi cái cây táo này trên đời. Táo này táo gì mà cái dạng đó, trên này táo mini quá. Coi nè. Ui chào ơi. Wow. Táo này táo gì á các bạn, cái này là đảm bảo táo luôn. Đây, trái này là trái táo mini nè. Để Ngọc bước coi thử cho trái cho các bạn coi nè. Ủa chết cha. Đây nè, táo này táo mini nè. Đây, nắng quá phải không, nắng không. Đây, mình ra ngoài nắng coi nè. Đó, cái này là trái táo nè. Mà chơi chơi táo mini nào giờ Ngọc chưa thấy luôn á. Ở Mỹ có nhiều giống lạ quá. Ôi, nhìn cái cây rất là hoành tráng, đẹp. Đẹp. Đẹp lắm. Coi nè. Muốn ghê không? Quá trời luôn. Cả ngàn trái táo mini, đi vô cho ông chạy coi. Để chồng Ngọc coi luôn, chắc là chạy nào giờ anh chưa biết đâu. Đảm bảo luôn. Ừ, đó. Con người ta đang đậu xe đó, thấy cái táo còn nhảy xuống một camera man cho các bạn cùng xem đó. Cái này là mua cái dạng mà drive through á, mua bằng cái cửa sổ á, làm kiếm cái gì đó ăn miếng cho đói bụng quá. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chứ đâu biết rằng đời lắm nhiều con sông phù. Baby, you know what it was? What? Yes. Crab apple. Huh? Crab apple. Yeah, it's a small apple. Yeah, crab apples. Why is it small like this? Because they're not like, they're just for animals to eat. They're not for people to eat. Chồng Ngọc anh nói cái này là anh biết rồi, rồi anh biết mà tôi tưởng anh không biết. Anh nói cái này là crab apple vậy đó, ai biết? Mà cái này anh nói là chỉ cho mấy con sáng lên. Anh để cho mấy look con. Look like cherries, so look like big cherries. Yeah, oh, right. Để cho mấy con động vật ăn. Sao mà sao động vật không ăn? Why animal don't eat it? Why animal don't eat? Yeah. Maybe. Chay chay. I wouldn't eat them if I were you. I'm not gonna eat them. I wouldn't have Jay to eat them either. Jay, watch. Look, this is like a mini apple. I think they're gonna be really sour. I think that's why. But you can't eat it, right? No, I don't think you can. Yes, you can. Mm-mm. But. I think you can. It's consumable, but I think it's gonna be not good. Good. But then it's not gonna make you die. That's what I'm talking about. Ngọc nói là ăn được nhưng mà là không có chết thôi. Did anh ơi. You eat crab apples? Giờ hỏi Siri. No, I can't. Can I eat crab apples? Here's what I found from Healthline.com. Crab apples are basically little apples, and they're safe to eat. As long as you discard the seeds and pit. Okay, ăn được. Anh mới hỏi Siri á, ăn được nhưng mà hả, đừng ăn cái hộp. Rồi nhưng mà ăn được. Sẽ ăn thử. Ngọc mới cho chùi ấy rồi Ngọc sẽ ăn thử coi cái này nó ăn như thế nào. Review cho mọi người coi. I'm gonna try it. Okay. It's sour, right? Very sour. Giòn nha, very crunchy. That's why probably the animals don't eat it, because it's too sour. Nhưng mà chát. Chát cũng không chát tới nổi. Đúng rồi, đừng có ăn cái hột của nó. Cái hột của nó đắng. Cái này mà gặp mà biết cái cách mà làm mà ngâm chua nó đó. Cái này ngon nè. Cái này có lý nè, chứ không phải giỡn đâu á. Cái này gì đây? À, cái này, this is for you. No. Who? For who? JD and you. Cái nào? That's what you told me to order. Macchiato. Của lúc nào mà Ngọc cần một cái đồ ăn mà nhanh lẹ thì ngay chỗ này, tại vì nó sát bên chỗ tiệm Ngọc à. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chứ đâu biết rằng đời lắm. Okay. Thank you. Ngon hết luôn đây. Cũng được. À, cái này là ice macchiato, nhưng mà cái flavor của nó là hazelnut.
Nên là các bạn thì từ cái ranh cần đâu nè Ngọc mới đi ra không? Bây giờ Ngọc để cho các bạn xem chính xác là từ cái ranh cần đâu nè tới cái tiệm Ngọc là bao nhiêu phút nha. Nãy giờ là chờ 10 giây rồi, 11 giây. Nó cái con đường này bữa Ngọc đi bộ cho các bạn cùng xem nè nha. Ơi bị dừng đèn xanh đèn đỏ rồi. Bây giờ Ngọc sẽ tắt cái đèn xanh đèn đỏ để Ngọc có thể giữ được cái phút của mình nha. Rồi tiếp tục đi tới nè các bạn nè. Ok, vậy là chạy chưa đầy một phút là từ tiệm Ngọc cho tới bên cạnh đâu nè. À. Lúc đâm đuôi lên trời. Rồi nên cạnh đâu nè, ai nhiên khoan người tay đúng rồi. Wow, wow, đồ gì đây? Ok. Ok, chào mừng mọi người đến với Hoyer Family Saffron. Ok, giấy tờ đồ đạc. Dạ chị, em vô đây em bỏ đồ em ra em lấy chị liền chị ơi. Đây, mấy cái thùng mà khi mà hàng tới thì ảnh hỏi rác để đâu thì tại vì ảnh đây là Ngọc cho anh đi mượn cái chiếc xe đạp nên là ảnh không có thể nào mà chạy đi bỏ mấy cái rác này, Ngọc nói cứ để đây đi. Rồi xong rồi cái Ngọc ấy cho, đây là cái gì đây ta? À, thùng này là chắc thùng mà thùng gì đây ta? Chút mở ra coi coi. Ok. Ảnh cũng không có cái này sao bị ra nhiều dữ vậy đây. Rồi bây giờ phải ăn xong cái là mấy ấy hết các bạn ơi. Đây các bạn. Đây nè, serum của Nhi Hoa Ngày Tây hồi nãy sáng này Ngọc sức nè. Bây giờ còn có nhiêu đây thôi đó là phải lấy hàng tiếp rồi. Chứ còn như đây thì bán được trong vòng chỉ cần một ngày là hết rồi. Cái này là cái tẩy tế bào da chết nè. Kem thì cũng còn có một thùng này nữa là hết rồi. Cái này là mấy cái chai serum mà dạng mà mini nhỏ của mọi người có thể mua để xài thử hoặc là mua để mình travel á, đi đâu mình đem theo cho nó nhẹ nhàng. À, một cái tin vui thiệt là vui luôn. Bữa giờ Ngọc chờ lâu lắm rồi mới về tới lại cái sụn vi cá mập của Ngọc. Nếu như mà cô chú nào mà bị viêm đau xương khớp, nhất mấy cái khớp tay, khớp gối, cái tay dở lên đau lưng đồ này kia khác nọ, thử cái sụn vi cá mập này. Về được rồi đó. Vậy là cái thùng hồi nãy chắc là cái thùng sụn vi cá mập. Rồi, đây là trà nhâm cân Nhật Bản này các bạn nè. Bạn đó bạn ở nhà bạn cũng làm cũng hết rồi, đây là Ngọc về Ngọc kêu thêm vô để mình khi mà mình làm order mình lấy ra cho dễ hơn. À, không tác dụng phụ nha các bạn nha, giảm cân một cách rất là an toàn. Ai cũng muốn giảm cân nhanh nhưng mà ít ai muốn giảm cân một cách an toàn, tại vì giảm cân á, là phải càng chậm càng tốt, nên là đó là cái tiêu chí mà Ngọc muốn tìm nhất. Thì một bịch này là gồm có 30 gói trà giảm cân, mỗi ngày mình sau khi ăn trưa chay get out, mỗi ngày mà sau khi ăn sáng hoặc là sau khi ăn trưa rồi ok thì mình sẽ dùng một gói mình pha như trà uống vậy đó. Sao mà ngứa hoài vậy hả? Đây nè phụ mẹ nè, bỏ vô đây để mẹ bán đồ nè. Đó, mọi người muốn mua thì cứ liên hệ với Ngọc nha. Trà nhắn cân Nhật Bản không tác dụng phụ. Hôm nay là Ngọc sẽ ship ra rất là nhiều sữa ông chúa tươi. Tại vì từ lúc mà Ngọc đi chơi tới giờ thì hả Ngọc không có để cho anh ship cái đó. Tại vì ship cái đó là vì mình vừa phải bỏ vô một cái thùng mút nè, rồi đá nè, rồi cần rất là nhiều cái ở trong để cho có thể ship an toàn đồ này kia khác nọ người ta nhận được sớm á. Với lại cái chỗ mà ship sữa ông chúa với lại những cái đồ bình thường nó khác nhau. Ngọc ship sữa ông chúa bằng UPS, còn những cái đồ thường á Ngọc ship bằng một cái bưu điện tên là USPS. Ở Việt Nam Ngọc không có sữa ông chúa tươi, Ngọc chỉ có sữa ông chúa dạng viên cực kỳ tốt, một hộp này gồm 90 viên made in USA. Nếu mà nói về cái sữa ông chúa mà là cái gì đó và công dụng nó như thế nào thì mọi người có thể lên Google và xem tất cả những cái bài viết YouTube nói về cái sữa ông chúa tốt như thế nào. Nhưng mà điển hình ngay chỗ này đây, nếu như mà mọi người biết á, đây là khi mà mọi người Google lên á thì có rất là nhiều công dụng nè, đó, hỗ trợ giảm cân an toàn nè, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, cải thiện sức khỏe sinh sản nè, ổn định huyết áp nè, làm giảm đường huyết nè, chống viêm da, lành vết thương nhanh nè. Rất là nhiều công dụng của sữa ông chúa. Và đặc biệt á, nếu như mà ai á, tại vì có những cái chị mà uống sữa ông chúa này ở bên Việt Nam của Ngọc đó, là người ta bị cái viêm da cơ địa nè, rồi cái bàn tay mà cái dấu vân tay không có còn nữa, không có lấy dấu vân tay được luôn, nhưng mà sử dụng cái sữa ông chúa này khi mà cái cơ địa của chị hợp
khi mà Ngọc đang nói cái cơ địa của chị hợp á, nó hỗ trợ cho chị á, chị gọi điện thoại cho rất là mừng. Là chị nói với anh Bảo thì anh Bảo mới nói lại Ngọc nghe thôi, là bây giờ chị á, cái dấu vân tay của chị da chị đỡ bị lột mà đỡ bị có lại cái dấu vân tay luôn. Nên là cái sữa ông chúa này nó cực kỳ tốt cho da luôn các bạn, hỗ trợ cho da là giảm thâm nám nữa, mình uống từ bên trong vô nữa. Cửa sữa ông chúa này dạng tươi nè, dạng viên chứ, một hộp còn gồm có 90 viên một ngày, uống từ 1 cho tới 2 viên. Gọi điện thoại trực tiếp cho anh Bảo Việt Nam, bây giờ ship hàng được rồi, nên là mọi người cứ gọi anh Bảo để có thể mua hàng nha. Bây giờ ăn trước đã, các bạn coi cái bữa ăn của Ngọc ngày hôm nay nè. Hôm nay là Ngọc ăn á. Vậy con lấy miếng thịt đi, No, it's really germy. Germy gì? Cái này là avocado. Avocado, ăn đi. Không ăn hả? À? Mày biết con muốn mà. Đây, mời mọi người nha. Is that yummy? Ngon á. I'm going to try the button. Cái bơ á, người ta làm nó chua chua. Béo. Bánh mì giòn. Thơm mùi của thịt bacon xông khói. Ăn vậy là đủ chất lượng cho buổi sáng à. Ngon. Ngon. Uống cà phê không? Uống cà phê không? Mẹ nói con nè, không được tùi vào cái áo này chưa? Không hút thì bị bể hay sao? Cái này ngon là cái này được nè. Vậy mà mốt mày biết là mà mốt mày ghé để mày ăn đây hoài. Mom, next time you give me bacon. Ok. Mốt mốt. Này, muốn ăn cái gì mà? Mốt đó bacon in there. Ngon á. Được á. What? Không ngán. Ăn no xong rồi chơi nha. Chồng Ngọc bây giờ anh đi mặt tra đồ, anh mua đồ ăn ra nè. Anh không thích đồ ăn ở bên cạnh đâu nè. Mình đang ở đâu đây? Như con người tay. Hả? Thôi có mày cầm thì mày nói cái này mày chùi cái tay mẹ thôi chứ. Nó nhỏ nữa. Chọc cô chú coi. Đó, được. Rồi, đúng rồi. Đó. Dài đâu? Ở giờ bỏ xe hả? Rồi giúp ơi. Mẹ nói không có được chùi vô áo mà đây. You did. Con đừng có, con đừng cãi mẹ. Mẹ mới thấy con lấy tay quẹt vô cái áo. Không được lấy tay quẹt vô áo nghe chưa? Không có được làm vậy. Thì đó là chùi đó. Nó ngại. It's just my voice. Ăn có cái nọ. Còn có cái màn chay ăn à, trong đây có thịt nguội, có phô mai, có làm gì vậy? Nó hài hước dữ lắm. Nhiều lúc mà nó hài, mà nó hài như người lớn luôn á. Cái kiểu mà nó hiểu nó đang làm cái gì để tạo ra cái tiếng cười á. Boom. Mọi người, gọn gàng sạch sẽ trở lại nè mọi người nè. Trong vòng mà 1 tiếng đồng hồ, tất cả mọi order xong hết, dọn dẹp xong hết hai vợ chồng. Bởi vậy đồng vợ đồng chồng, tác biển Đông cũng cạn là có thiệt đó mọi người ha. Ok, bây giờ Ngọc sẽ cho tất cả mọi người xem cái phòng cái gì. Cái gì?
Không, để mẹ cho cô chú coi cái phòng xong đã. You call me daddy. Rồi bây giờ mọi người sẵn sàng chưa? Rất là cực kỳ hấp dẫn nha, đếm nha. 1 2 3 Ton 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 ton. Đó. Mọi người thấy như sao? Cái đây là cái màu gạch nè. Tại chút nữa đi mẹ. Mẹ quay cái nhà tắm xong rồi mẹ quay con. Cái màu gạch này là cái màu mà Ngọc chọn nè. Ngọc với chồng Ngọc chọn cái màu gạch này. Ha, còn cái tủ này là Ngọc chọn nè. Cái tủ này như là cái kiếm nó đi chung với nhau. Những cái này những hồi đó các bạn tiếp theo là Ngọc phải thay mấy cái bóng đèn này. Tại vì nó không có đi, Ngọc thấy nó không có đi chung vậy với lại cái ở trong này rồi. Mà để coi còn sao. Rồi Khang. Cái này nè. Này tiếp theo là cái dồi nước. Cái dồi nước nó không có đi chung với lại cái máy nha các bạn. Nó người ta không có đi cho, không có bán chung với lại cái bồn này. Thì cái giò nước là Ngọc tự order nè. Cái giò nước nước ra cực kỳ mạnh luôn các bạn ơi. Nước chảy là chỉ mở, dám mở ra phân nửa thôi, chứ mà mở ra quay ra hết một cái là nước. Nước nước nhiều lắm. Hả? Một cục thôi. Một thôi nha, rồi đem cất lại nha. Hiện tại là tường đồ này kia khác nọ thì người ta sơn lại hết. Ngọc sẽ phải order một cái tủ nào đó thay thế với cái tủ cũ. Mọi người nhớ cái tủ cũ đựng khăn ở đây không? Hồi ôi bây giờ nhìn rất là đã luôn ha. Bây giờ quay qua cho mọi người xem nè. Cái cửa này nè là chuẩn bị Ngọc thay hết tất cả những cái cửa trong nhà. Là tới rồi, hình như là còn tuần nữa tới hay sao đó, tuần nữa là thay hết tờ cửa. Tiếp theo, cái này là cũng mới luôn nè mọi người nè. Mới luôn nè. Rồi Ngọc nói chú đó là lót gạch hết, cao lên hết luôn, nguyên một cái chỗ này luôn, phải không? Rồi lót qua tới đây luôn, qua trong bồn tắm luôn. Cái này nè là chú chồng Ngọc mua xong rồi chú đó chú gắn vô để cho mình đứng ở dưới á, cái nước nó phun từ trên xuống dưới cho mình. Cái này thì cũ của hồi đó tới giờ, nhưng mà có một cái mà nó bị một cái trục trặc, Ngọc có cái trục trặc nó khá lớn. Cái chú đó ổng Ngọc mua hàng về ship hết, để hết mấy cái thùng ở trong nhà, tất cả những cái đồ mà chú cần á, mà chú bị ẩu với là nhân viên bị ẩu. Trước khi lót gạch không nghĩ tới cái chuyện mà mấy cái shelf, mấy cái kệ để đựng cái chai dầu nước hoa, nước chai dầu gội đầu, dầu tắm, sữa tắm gì kia. Ổng lo cái nhân viên của ổng lo dán lót gạch hết lên đã rồi mới hả gọn thoại cho chồng Ngọc nó đi. Quên ơi bây giờ hả, nhân viên nó lót gạch lên hết rồi, xong bây giờ mở cái thùng ra mới nhớ là chưa có lót cái kệ vô, chết luôn. Bởi vậy bây giờ phải đi lên mạng để coi, suy nghĩ coi bây giờ nếu như mà không có cái đó thì bây giờ phải mua cái nào để thay thế gán vô. Một cái đó là một cái mà nó bị trục trặc. Đây nè, cái đường này nè chú đó cũng làm lại luôn. Hồi đó Ngọc nhớ cái cũ á là bằng sơn, con chay nó cứ đứng ngay chỗ này nè. Xong rồi cái Ngọc lấy cái viết cái Ngọc gạch coi nó cao lên tới cỡ nào rồi. Cái bồn tắm này là cũng mới luôn nè các bạn, tại vì chồng Ngọc các bạn biết ảnh rất là thích tắm bồn. Nên là ảnh muốn mua một cái bồn mới. Rồi cái bồn này thì nó có mấy cái sục sôi sôi rồi đó. Cái này là mới hay cũ vậy ta? Hình như cái này mới thì phải. Cái này mới, hai cái này mới. Rồi cái cánh cửa này cũng mới luôn các bạn. Cánh cửa này là cũng mới luôn. Cái đó, cái cánh cửa này đóng vô cái là nó vậy đó. Đó. Mọi người rồi cái đèn nữa. Đèn này chú cũng tự khoét lỗ lên. Không, tự làm luôn ba cái đèn mới luôn. Chứ hồi đó là ở đây không có đèn. Hồi đó là ở đây không có đèn, chỉ có cái đèn này thôi. Rồi ở trên đây là chỉ có một cái đèn giữa, ở chính giữa thôi, mà chú cũng thiết kế lại thành cái này luôn. Hay là cũng hay. Còn cái này hình như cũng là cũng cũ từ nào giờ hay sao nè. Đó. Ở trong đây là có để một cái này để quần áo, bán quần áo mình lên rồi đó. Đó, cái cửa chuẩn bị thay, thấy không? Đó, quay cho mọi người xem nhà tắm mọi người. Nếu mà mọi người thấy ok, mọi người bấm like cho Ngọc một cái nha.
Ngọc rất ưng cái này. Các bạn biết là Ngọc cái gì Ngọc thích màu vàng vàng vậy đó. Đi vô cái chỗ mà lựa đó là Ngọc đập vô cái con mắt Ngọc liền ngay lập tức luôn. Ngay lập tức luôn. Rồi phải mua cái này thôi. Hên đó, hên là tìm được cái vòi nước cũng hơi giống cái màu chứ còn nó không có khác quá. Tại vì đó, rồi cuối cùng cái vòi nước này đó thì không có đi kèm với lại cái này, đáng lẽ cái này cũng phải màu vàng luôn mới đúng nè. Cái chú gọi chú nói cái này á order về tới rồi mà cái mà nó không có đi kèm với lại cái trend cái này, nên là Ngọc cứ nói là bây giờ cứ chạy đi ra mua đi, có màu vàng thì mua, còn không thì thôi mua màu khác cũng được, không sao kệ nó đi. Quá đã luôn ha mọi người ha. Bây giờ mở cái học ra cho mọi người coi, tất cả những cái học này chưa có cái gì hết mọi người, nên là bây giờ Ngọc sẽ bắt đầu bỏ tất cả những cái đồ nào mà cần ở trong này, là quét bụi chùi bụi cái này đó, bỏ vô để bắt đầu sử dụng thôi. Nhà tắm mà lúc nào cũng phải cần tất cả những cái đồ sử dụng. Ok, bây giờ thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người.